Mến chào quý khán giả đang xem trên kênh Đồng Hải kết nối khám phá du lịch. Qua thì vợ chồng mình tưởng là không đi ra ngoài phố để nghỉ nhưng mà cuối cùng vẫn phải ra, bởi vì mới ra ngoài này mình phải mua cái suất quà để gửi tặng cho cái gia đình của với bác Phi Năng Thị Xú. Cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn, đặc biệt khó khăn ấy, nên là vợ chồng mình quay ra. Thì sáng nay đang đi trên đường vào đây thì mình có nhìn thấy có một người đi đường, nhìn cũng rất là khổ. Người này chắc chắn là không được thật tính, mà họ đang đi nhặt ve chai dọc đường này. Cái em này cũng là chắc là cái bị ảnh hưởng chất độc màu da cam nhỉ, nên đang đi dọc đường đây để nhặt đồ. Xin chào nhá. Đang đi nhặt vỏ chai à? Em có biết nói tiếng phổ thông không? Không biết nói tiếng phổ thông à? À, không nói được. Đây này, cái trường hợp này thì dạ không có gì cả, không có quà này á? À? Đây đi nhặt được cái này để đi bán à? Thế nhà mình ở đâu? Nhà mình ở chỗ nào? Đứng lại hỏi cái này, tí nữa rồi cho mấy ít tiền nhá. Tí nữa cho mấy ít tiền để mua cái gì ăn nhá. Thế nhà mình ở chỗ nào? Nằm trong này. Ở cách đây sao không? Trên đây này. Thế có ở cháu ở với ai? Ở với bố mẹ à? À, với bố. Ở với bố à? Thế mẹ đâu? Mẹ mất rồi. Mẹ mất rồi á? Mình là người Kinh hay người đồng bào? Mình người Kinh mà. À, người Kinh à? Với bố. Ở với bố gì? Thế là bây giờ là đi nhặt các thứ bố. À? Thế bố tên là gì? Bố tên Mạnh. Mạnh. Thì hay là có dẫn mình về dưới nhà được không? Hả? Bố có ở nhà không? Có, bố đi bán vé số. À, bố đi bán vé số à? Thế hai bố con thì có mỗi hai bố con à? Có hai bố con thôi. Thế thì hay là dẫn chú về đấy được không? Thôi. À, ba bố con à? Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi? À, tuổi rồi. Cháu bao nhiêu tuổi? 4 tuổi rồi. 4 tuổi á? 4 tuổi. 4 tuổi. 4 tuổi. Thế mọi khổ lắm, coi như là cái em này thì em cũng nói năng nó không thật được đâu. Mình gặp dọc đường thì rất là khổ thân. Mà cháu em mới nói thì là ở cùng với bố. Hay à? Thế nhà mình cách ở đây sao không? Hả? Nhà con lợp rồi. Sao cơ? Nhà con lợp rồi. Lợp rồi á? Lợp nhà rồi á hay thế nào? Nhà con lợp rồi. Thì không biết. Nhà con lợp rồi. Nhà con lợp rồi. Thế mỗi ngày đi nhặt cái này bán được nhiều tiền không? Nhặt cái này bán được nhiều tiền không? Hả? Bán được nhiều tiền. Lấy tiền để mua thứ à? Ôi, khổ thân quá nhỉ. Thế đã có vợ chưa? Hả? Đã có vợ chưa? Chưa, đã có vợ đâu. Chưa vợ đâu gì? Khổ chưa thân. Có vợ đâu. Khổ thân của cái em này quá mà. Nhập bây giờ mình không biết nhà ở đâu. Được rồi. Thế thì cứ nói chuyện thêm tí nữa thì tớ sẽ cho mày ít tiền nhá. Hả? Thì tí nữa. Tí nữa chú sẽ cho mày ít tiền để mua cái gì nhá. Xong nhớ đem về nhà nhá, không được đem đi lung tung nhá. Không được đem lên lung tung vậy. Đây. Không được đem lên lung tung vậy. Nhà ở đây. Nhà ở ngoài kia kìa. Nhà đây này. Có gần đây không? Có gần không? Có gần không để đưa chú được cùng. Rồi. Nhà bà chồng có nên lung tung vậy. Nhưng mà thế có gần đây không để đưa chú về dưới nhà cái xem có gì chú giúp đỡ. Có. Hả? Nhà nộp rồi. Thế bây giờ quay về nhà nhá. Hả? Quay về nhà nhá. Được không? Hả? Quay về nhà nhá. Thế đi quay về đi, xong về đấy xong có gì chú giúp đỡ nhá. Chú còn mua các thứ chú giúp đỡ cho nhá. Đấy, chỉ cho chú sẽ cho tiền nhá. Cho tiền. Rồi. Nhà đây bà. Thế đi xong chú đi cùng đi chăng nhá. Ở đây đi, cứ đi xong được chú cho. Rồi ok. Đây mọi người ạ, mình gặp cái hoàn cảnh như thế này ở dọc đường thì cũng rất là thương. Nên mình sẽ đi theo
cháu nó về dưới nhà để xem hoàn cảnh của gia đình cháu như thế nào. Không, không đi, đi cùng nhau đi, đi về rồi. Nhớ cẩn thận xe ô tô đấy. Chú sẽ mua gạo, mua nước mắm, nước miếng, mua mì cho nhá. Ờ được rồi, chú được rồi, đi cứ đi về đi. Đi về rồi chú sẽ về. Chú vẫn đi gặp ai khổ khổ chú vẫn mua mà. Chú đi đường thì chú gặp những người nào khổ khổ ấy, thì như cháu này là chú vẫn cứ đi. Ở ngoài này thì cũng cách thị trấn có khoảng độ chưa đến chục cây đâu. Nhưng mà những con người ra bệnh tật thì nó không thể kể được. Bởi vì ở trong này những cái chất độc bầu da cam ấy, thời kỳ chiến tranh để lại còn rất là nhiều. Nên hôm nay thì cháu có vẻ rất đi vào đường, bờ đường đấy không xe máy đấy. Ở trong này thì nó là cái vâng, cứ đi trước đi. Em cứ đi trước đi, cứ đi trước hẳn lên trên kia đi. Cứ đi đi. Rồi cứ đi. Cô đi trước, rồi tí nữa chú cháu mình đi bộ đi về nhà. Cô đừng quay hả? Không, cô lên trên kia cô đợi. Hả? Cô lên kia cô đợi. Cô đợi á. Cô đợi kia mấy cả cô ra đi có thể là xong. Cô đợi chú cháu mình về đến nhà xong còn đem mua một ít quà cho cháu nhá. Quà về cho mình đi. Thế đây giờ này là bố đi bán vé số rồi à? Bố đi bán chú. Bây giờ thì ở nhà có ai ở nhà không? Nhà ra đâu. Thế bây giờ thế bố có vợ ở đấy không? Bố cho đi bán vé số cho bố cho vợ ra. Thế mẹ cháu là ở đâu? Mẹ. Nhà cả Tiền Hải. Mẹ ở Tiền Hải á? Cả Tiền Hải. Tiền Hải Thái Bình à? Tiền Hải. chú không biết đâu. Tiền Hải Thái Bình ấy. À Tiền Hải Thái Bình à? Không. Thế bây giờ mẹ bây giờ mẹ không ở đây à? Bây giờ mẹ không ở đây à? Mẹ mất rồi. À mẹ mất rồi gì? Bây giờ thì còn có. Mẹ mất rồi. À mẹ mất lâu chưa? Mẹ mất lâu rồi, giờ còn có bố thôi. Ừ rồi. Bây giờ thì bây giờ chú cháu mình sẽ về dưới nhà nhá, về dưới nhà xong rồi chú sẽ mua gạo mua các chú giúp cho nhá, mua gạo mua thiết ngay rồi được có chú sẽ mua cho yên tâm nhá. Còn cái yên tâm gì rồi đấy, còn cái yên tâm đi nhá, yên tâm đi nhá mọi người, rất là khổ thân của cháu. Có cha chào mày. Cháu cứ hàng ngày là không ấy được mà còn biết đi đường để nhặt cái vỏ lon vỏ chai không để bán. Cứ đi vào bờ đường, đi vào bờ đường không rồi. Đi từ từ nhanh, cứ đi từ từ. Thế chỗ nào? Từ từ nhé. Thế là cứ buổi sáng là cháu cứ đi dọc theo cái đường này. Hôm nào hôm nào cũng đi dọc đường này. Đi từ từ. Đi từ từ. Nhé. Đi từ từ nhé. Đi từ từ. Nhé. Đi từ từ nhé. Rồi rồi ok. Con đứng ở chá. Đó đường nhà mình đi rẽ đường nào? Đi ra bên tay trái rồi nhé. Đến đây à? Đường rẽ đây à? Hay giữa đường nào? Tay trái. Thế tay trái à? Hả? Nào tay. Có bé hả? Chưa à? Nào tông ở đây mà. Ừ rồi. Đi thẳng. Ừ. Cứ đi thẳng. Từ đây đi về xa không? Hả? Còn xa không? Nhà cháu gần mà, đâu có xa đâu. Ừ thế đi. Thế đi, bởi vì đi xong tí nữa chú sẽ cho ít quà rồi chú lại còn lại phải đi tiếp đi trao quà ở trong kia nữa cơ. Quà nhá. Trong kia nữa. Đi nhá. Cho ít cả chứ. Ừ, được rồi, sẽ có quà. Còn quà trong kia nữa thôi. Nhiều. Cứ đi từ từ vậy. Cứ đi từ từ vậy. Còn quà trong kia nữa đi. Rồi, cứ đi từ từ. Vậy. Rồi. Cứ đi từ từ vậy. Đi tập trung vào đi đường đi. Cứ đi từ từ nha. Đó. Cứ đi từ từ nha.
Đó, đi qua mà vậy. Đưa đi từ từ vậy. Đó đó. Đưa đi vật từ từ vậy. Để con gà trong kia nó vậy. Yeah. Khổ thân cháu quá mọi người ạ. Cháu không chắc là cũng tương đối nhiều tuổi rồi đấy, nhưng mà kiểu nó bị bệnh nó như thế này. Thấy nói được cho à đấy, đúng rồi, để cho năm đại là tội nhá. Đúng rồi, dám vào là bị ngã phải tội. Đúng rồi, năm đại cả là tội đấy nhỉ. Thế mà cháu bị bệnh như này rất là ý thức, thấy cái cây vướng dọc đường là cũng biết nhặt vứt đi để cho bảo là nhớ người khác dám vào thì phải tội. Rất là tội nghiệp, thấy nói là mình sẽ gửi cho một ít quà thì cháu rất là vui. Cuộc sống của người ta nó như thế này thôi, con người ta bệnh tật mà. Các bạn ạ, thế mà cháu cứ nói là nhà ở trên này, mình đi bộ phải đến quãng độ hơn một cây số rồi ấy, mà vẫn chưa thấy đâu. Mà nghĩ thương tình thì cháu đang vui lắm, nên mình sẽ cố gắng đi theo cháu đi về đến nhà của cháu xem như thế nào để gửi cho cháu một ít quà. Chứ chẳng nhẽ mình lại gửi cho cháu ở giữa đường này thì nó không biết giữ được thì nó lại mất đi thì sao. Mỗi cái con người bệnh tật như này rất là khổ. Cứ trời nắng chang chang ra mà cứ phơi đầu trần ở ngoài đường này để đi nhặt những cái vỏ chai để ra vứt ra dọc đường này để đổi lấy cái thức ăn. Như cháu nó cũng không thật, thế là lúc thì nói là nhà có hai bố con, lúc thì lại nói là còn có cả chị gái, lại nói cả có em gái nữa, mình cũng chưa biết thế nào được. Bây giờ mình sẽ phải cố gắng đi theo cùng thì về nhà. Rất là tội nghiệp. Ông ngu đó, bây giờ ông cũng ngu đó. Ông đi bắt đầu coi như ông đi bán cái số xong về là ông đi tìm nó, ông chở nó về. Đấy, các bạn ạ, thì bây giờ là hai vợ chồng mình đưa đi cùng cháu phải đến 2 cây số đi bộ rồi mà vẫn chưa thấy nhà đâu, thì gặp may gặp bác ấy, một cái bác ở đây. Nhà bác ở gần đây à? Ở có một thôn nó. À nhà, nhà là, thế là đấy thì hỏi thăm bác ấy thì là nói cái mấy chục hộ mà. Chứ trường hợp này như kiểu là người ở miền Bắc vào hay sao ấy nhỉ? Dân hồi xưa là dân ở Thái Bình. Đúng rồi, thế bảo là nhà tiền Hải Thái Bình. Nhưng mà vô ở đây là đa số là hồi nông trường 16 tháng 4. Dạ dạ. Sau giải thể thì bắt đầu dân nó mới cứu ra ở. Vâng. Ở đây nhưng mà có số thì về bắt lại, có số thì người ta ở đây. Nhưng mà luôn. Cái nhà này trường hợp này thấy cháu nó nói thì bảo là còn có một chị gái lấy chồng ở tận đâu ấy phải không? Thì gần nhà nó là chị em đông. Vâng vâng. 4-5 người ông à. Nó nói cho cùng là đứa yeah. Khổ nhà thì em bảo là còn không? Một đứa điên nữa chứ không phải là nguyên thằng này đấy phải không? À đấy. Vâng. Là ông có một phần này thôi. Vâng. Chứ còn mấy đứa kia thì cũng có cơ. Chúng ta sao? Vâng. Ông bây giờ là đã chết rồi thì ông là đi bán cái số lại cũng như là bắt đầu bán cái số về chưa? Lại đi tìm con. Hết cái số sớm thì về ông đi tìm nó, ông trở về. Vâng. Cũng một cái là nó không bao giờ nó đi vô trong mấy cái đường này, chỉ à. Đi theo đường nhựa dạ. Đi quay về lại để nó nhặt cái đồ nhặt cái đồ ba cái đó là về à. Bỏ gom đó à. Rồi bán. Đấy thì cháu thấy nó khi khổ thân quá mà đi bộ đến hơn 2 cây số rồi cứ đi theo nó lúc ở trong tới u trong sâu kia dạ, vâng. Đi về đi ra lại về lại.
Được rồi, thế cảm ơn bác nhé. Bây giờ chồng cháu ra đấy. Đây là đang mua cái suất quà để tặng cho cái chị người sắc lây ở trong kia, nhưng mà thôi lại đem thấy thế để đem tặng nó ra, xong rồi lại mua cái suất khác. Dạ vâng. Đợi gần mà. Dạ vâng vâng. Bên cái dốc này cái đổ xuống là đi đi chồng khoảng cỡ 100 mét nữa là tới nhà nó liền à. Vâng. Nhà nó bên cái trái này này. Tôi cảm ơn bác nhá. Đây, bọn em đi đây. Đấy cũng chứ nếu không lúc nãy mình còn không biết đường là đàn nào mà lần, bây giờ có bác đây bác chỉ đường cho rồi. Dạ vâng. À, cảm ơn bác nhá. Những cái hoàn cảnh hết sức là thương tâm. Thế mà cũng đến gần 3 cây số rồi, phải ít đâu. Tôi đi theo cháu này để đến nhà của cháu, gửi cho cháu một ít cái quà kia. Mình không dám đưa ở dọc đường. Chứ còn mình đưa dọc đường thì nhỡ ai người ta lấy gì mất, hoặc là cháu lại không thật tính, cháu lại bỏ đi chỗ nào thì nó phí đi. Chứ còn xong vợ chồng mình đã phải quay lại ra ngoài phố kia để mua tiếp cái suất quà để tặng cho cái bác xú ở trong kia nữa cơ. Đâu đi? Đi đi vào đi, đi vào đi. Đi đi. Đâu nhà đâu? Nhà đâu? Cháu? Nhà đâu? Nhà đâu? Nhà đây. Đi 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 đi. Tôi đi thẳng đi. Nhà đây mà. Tôi đi thẳng đi. Chờ con chị đó. Đi, đi theo. Đi thẳng theo ông này. Nhức đầu quá. 3 cây số, hơn 3 cây số rồi. Không dám để cho cháu đi một mình. Đi một mình thì sợ nó bị tai nạn. Hay là chẳng vô ô tô đi vào đấy. Được rồi, bây giờ đến đây cứ thấy nhà có cái chảo. Thầy cô 10 này có cái chảo này. Đấy, bây giờ thì bắt đầu đến đường rẽ đi vào nhà cháu rồi. Tiếp trong kia cơ. Thì vác cũng được chứ sao. Vác cũng được mà. Đấy mọi người ạ. Cái người của cháu nó không thật tính. Thật ra mình đã nói mình cho một chút quà nhưng cháu cũng rất là vui. Mà mình không dám đưa ở dọc đường, mà cũng không dám để cháu đi một mình. Đi một mình thì lại nhỡ bị làm sao. Hai vợ chồng cố gắng đi theo cháu. Mà cứ dọc đường chỉ biết mỗi cứ đi thẳng đi. Đi thẳng đi. Đấy, bây giờ đi thẳng. À, nhà trên này có tivi này, có cả mái tôn. Đấy mọi người ạ. Bây giờ thì đã đến nhà của cháu rồi đây. Ở đi 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 lên đi lên đi. Đi lên nào. Ui, đây nhà cháu đây. Đi theo thằng cháu mấy cây số mọi người ạ? Hơn 3 cây số. Mồ hôi toát hết ra dưới tắm. Đây mọi người ạ. Mọi người ạ, bây giờ thì cứ đi thẳng đi thì cũng đã về đến nhà của cháu rồi. Dọc đường cứ đi thẳng đi mà tính ra cũng hơn 3 cây số, mình chạy bộ lóc cóc đi theo. Bây giờ thì đến nhà của cháu ơi. Nhà cháu thì có một cái lều ở trong rừng mà cháu bảo đã được lợp tôn rồi. Mà nhà cháu cũng có tivi đấy, nhưng mà sao lại không khóa cửa ấy này. Bây giờ như một cái ngôi nhà hoang ở trong rừng thôi. Đây đúng gọi là ngôi nhà hoang chứ không phải đấy. Thế thế thì bố cứ đi đến đến chiều bố mới về à? Để đây thôi. Ừ. Đây. Gạo để đây.
Để đây rồi. À. Nói tivi đâu? Nói tivi đi đâu? Nói chảo đâu? À. Bây giờ nhá. Chú bạn này. Để đây rồi. À, để bàn đấy. Chú. À. Chú đi đường. Ta à, qua đây bố đây à? Bố đây à? À anh có bố đây. À anh à, anh của bố đây. Bố trước là bố đây. Đây anh có bố đây. Bố với em bộ đội là vẫn đi. À đó. Thế đây. À anh có bố đây. Cũng à. Rất là vô tình. Đó anh cái trò tư. À rất là vô tình vợ chồng mình cái trò tư nhây. Ở trong à cái trò tư nhây. Ờ phước tiến. Im. 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 Thế là vợ chồng mình đi vào trong Phước Tiến ấy, thì vô tình gặp cái cháu này. Thì cháu nó thật là cháu bị thần kinh, không ổn định nên đi rất thương. Thì đi theo cháu về. Rồi, gã đấy nhây. Đây nhá, thế chú gửi tặng cho một nơi chai nước mắm này nhá. Cho chai nước mắm này nhá. Hai chục cái gói mì này nhá. Với cả một yến gạo này nhá. Con phải ở nhà con trông nhá. Không có làm nhà. Họ lấy mất đấy nhá. Nhà có cửa đâu. Nhà chả có cửa. Con ở nhà, con ở con trông này. Được nhá. Thế đây là nhà cũng giàu phết đây, có tivi đây. Ai cho đấy, chắc là ai cho phải không? Đâu đó máy. À, mua. À, mua. Thế là bố cháu tên là gì? Bố cháu tên là Mạnh. Bố Mạnh à? Được rồi, lúc đến chiều đi về. Cháu phải ở nhà nhá, không được đi đâu nhớ chưa? Đâu rồi. Đến chiều chú về qua đây, chú lúc nào gặp bố cháu ở nhà mà cháu đi đâu vắng là chú lấy roi chú vụt vào đít cho nhá. Đâu rồi, vụt vào đít đi. Ở nhà để trông coi cái này nhá. Nhá, nhớ chưa? Đâu rồi. Bây giờ không phải đi xin gì nữa nhá. Nhớ không? Nếu mà ngoan ở nhà đến chiều ra chú cho tiền nữa nhá. Nếu mà ngoan thì tao ăn tao mất tiền. Đến chiều về chú mới cho chú cho, nếu mà ở nhà thì ngoan, nhưng mà lúc đến chiều về gặp cả bố thì chú sẽ cho tiền nhá. Bạn nhớ chưa? Rồi. Không được đi đâu nhá. Bạn nhớ biết rồi. Không đi lung tung vậy. Đúng rồi, không đi đâu nữa, không phải đi nhặt nữa, không được hôm nay không được, không phải không đi nhặt nữa nhá. Ở nhà nhá, bởi vì đến chiều về chú cho tiền rồi thì không phải đi nhặt. Đừng nhặt cho tiền vậy. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Nhớ thật, phải nhớ nhá, nếu không là đến chiều là chú về là chú còn mà không ấy là chú còn rồi, không rồi, nghe là rồi. Chú còn lấy lại cả gạo đấy nhá. Vâng. Cứ nói như thế này, đi bộ hơn 3 cây số mồ hôi nhễ nhại như này. Thôi thế thôi, bây giờ chú phải đi đã nhá. Vâng. Thấy chú tặng cái này là phải nhờ nhà trông. À nhà trông nhỉ. Nhà trông, xong bắt đầu đến chiều về chú về lúc nào gặp cả bố cháu nữa. Rồi, cháu biết rồi. Nếu mà cháu mà đi vắng là chú sẽ không cho tiền nữa. Vâng, cháu biết rồi. Nếu ở nhà thì ngoan, ở nhà đến chiều về chú cho tiền nhá. Nhớ chưa? Cháu biết rồi. Đấy, nhớ đấy. Còn... đây mọi người ạ, cái ngôi nhà của cháu thì nó như thế này đây. Đấy, không có một cái gì có nhạt được cả. Mấy cái miếng tôn này để lợp lên thôi, thế mà dọc đường cháu cứ khoe. Suốt là nhà cháu lợp mái tôn rồi, bởi trước đây chắc là không có mái, chắc có mấy bé vớ vẩn này. Bây giờ nhặt được mấy miếng tôn cũ đặt lên, thế là niềm vui và hạnh phúc của cháu lắm rồi. Đấy, nên cũng rất là thương cái hoàn cảnh của cháu, nên mình cố gắng mình đi bộ mấy cây số để đi theo ở đây. Nhớ nhá, chú dặn một lần nữa là nhớ ở nhà trông cái gạo, trông các thứ. Nếu mà đói thì đun nước ra nấu mì lên ăn nhá. Nhớ không? Lúc nào bố về rồi, bố về thì bảo là có cái cô chú đi đường gặp thấy thì cô chú tặng, thì đến chiều chú quay về. Đến chiều chú quay về, nếu mà ngoan ở nhà ấy, thì chú cho tiền, nhớ chưa? Nhớ nhá. Thôi bây giờ cô chú đi đây nhá. À, tạm biệt. Thế thôi nhá, bye bye. Đấy. Thôi bây giờ vợ chồng mình lại quay ra ngoài kia để mua cái suất quà để tặng cho bác Sú nữa. Đấy cháu nó biết là chào là cô chú về nhá. Đấy. Cuộc sống của con người cơ cực quá. Ơ à, rồi. Nhớ đấy, nhớ là phải ở nhà nhá. Một con người bị bệnh nhưng mà cũng rất là dễ thương mọi người ạ. Thật sự là không biết nói câu gì nữa. Mình không nghĩ rằng ở đây sẽ có những hoàn cảnh như thế này. Bây giờ thì vợ chồng mình đã quay ra đến nhà của cái cháu mà sáng nay mình gặp ở dọc đường ấy. Bây giờ không biết bố cháu đã về chưa, nhưng mà thấy ở trong nhà đang mở tivi oang oang lên này. Không có ai mà thấy tivi ầm ầm thế này. Đằng sau trồng các bãi cây.
Mở tivi không là không có người à? Bước chiều chín biên toát yếu, một đợt quốc sự khác của triều Nguyễn, Khải Định thứ 9 năm 1900. Đây mọi người ạ, thì vợ chồng mình đã đi vào đến trong nhà của cái cháu bé này rồi, mà không thấy một ai hết cả, mà lại vở tivi hoang hoang cả, quạt cũng đang bật này nữa, mà bây giờ những cái đồ mình cho là bây giờ không thấy hay đâu hết cả. Bây giờ mình phải đi xung quanh đây mình hỏi thì xem nào, ra ngoài hỏi xem nào. Chắc nói ra nhỉ? Ôi! Ê! Đi đường nó sang được, đường này đi sang được. Ờ, đứng trên ghế đi. Đi vào đây, về đây nhé. Thế bây giờ mình không thấy ai cả mà mình phải đi sang bên này xem nào, nghe thấy tiếng giống như kiểu tiếng của thằng cháu ấy nó nói. Làm gì? Đây đường đi đâu chứ? À có đường đấy. Có ngôi nhà mà không thấy có ai. Ui, có ai nhà không? Đấy mọi người ạ, thì mình vào mà không thấy ai ở đây, thì đi gọi thì cháu lại chạy đi sang bên cái nhà bên kia. Ở khi tivi cứ thế là mở hoang hoang ở nhà thế này. Bố nó cháu thì lại đi bán vé số trong lúc trưa đem cơm về cho nó ăn. Xong bây giờ lại đi bán hàng rồi chứ không ở nhà. Rồi tắt rồi. Đi đâu là phải tắt tivi, tắt quạt đi. Bỏ cái. Tắt đi. Bỏ tay. Đúng rồi, bỏ tay. Bỏ tay đi đâu bố? Bố mấy giờ mới về? Bố, 1 giờ về. Về sắp buổi chiều à. Mấy giờ về? Bố, 1 giờ về. Đến tối rồi mấy giờ về? Bố tí nữa về đó. Tí nữa về á? Tí về đó. Thế là tí nữa bố về. Hay là bố hay về là, hay là tối mới về? Tí mấy, bố về đó. Tí nữa bố về gì? Để tí bố về đó. Nếu tí bố về để chú còn đợi, đợi cho bố về để nói chuyện với bố nhá. Hả? Thì bởi vì thế này này là thì bố về ra. Rồi, thì tí nữa chú đợi về. Thì bởi vì ra. Chú cho một ít tiền nhưng mà chú không đưa cháu được, bởi vì cháu không giữ được. Thì bố về ra. Được rồi nhá. Thì bố về rồi mới cho cháu tiền được. Thì bố về ra. Rồi. Đây, đây này mọi người ạ, đây là ảnh. Ảnh của bố. Ảnh của bố cháu đây này. Đây, bố đây. Cháu trước là cũng là bộ đội. Ảnh bố cháu đây. Trước cũng là bộ đội ấy, cũng là một quân nhân cũng. Ảnh bố cháu đây. Nhưng mà bây giờ thì con cái như thế này. Bố thì đi bán vé số rất là khổ thân. Đúng. Thì bố về ra. Rồi. Thì bố về ra. Thì bố về ra. Hoàn cảnh nó như thế này đấy mọi người ạ, rất là thương tâm. Nên đồng Hải cũng rất mong là có những cái bàn tay nhân ái của mọi người thương đến hoàn cảnh của bố con cháu như thế này. Không, nói thật sự là mình chưa tưởng tượng được bố giờ như thế nào mà bố trước đây là có những cái bức ảnh có huân huy chương đàng hoàng này mà bây giờ là đi bán vé số rồi còn con này như thế này. Thật sự là hết sức thương tâm. Chỗ đó nào bố đó năm làm gì? Làm ăn tan. Thế bây giờ ở nhà đi để cô chú ra ngoài kia rồi cô tí rồi cô chú quay lại. Đâu, bố đi vào nhà máy. Bố đi vào nhà máy cả cho làm ăn. Đi bán hàng á hay gì? Bán vé số. Giờ đi bán vé số. Chừng nào về? Hả? Chừng nào về? Chí nó về ra. Bây giờ mình xuống hỏi hàng xóm quay đây này. Đi rồi. Thế nhá. Đi về ra. Thế ở nhà nhá, đừng đi đâu nhá. Ở nhà nhá.
Ở nhà đừng đi đâu. Rồi đúng rồi. Gặp bố cháu hả? Rồi. Gặp bố cháu. Bây giờ thì vợ chồng mình sẽ đi xuống chỗ hàng xóm dưới này để hỏi các bác ở đây xem là bố cháu như thế nào. Và đi thường đến mấy giờ mới về thì mình mới biết đường. Chứ cháu bé này rất là tội nghiệp. Nó cứ không thật. Nó cứ khùng điên, rất là khổ tâm. Cũng còn may là cháu đã biết đem gửi các thứ sang ở bên cái nhà bên kia rồi. Chứ mình còn lo là bị ai vào lấy mất thì rất là khổ. Ê mọi người ạ, thì vừa xong vợ chồng mình có đi lên trên nhà của cái cháu bị tâm thần mà con của nhà bác Mạnh ở đây này. Nhưng mà hiện giờ cái bác ấy thì đi bán vé số chưa về. Thì mình cũng hỏi sơ qua cái bác này là bác hình như là cô Mười à. Đây là tự điểm tạp hóa cô Mười ở đối diện đây thì cô cũng nói chuyện rất là hoàn cảnh. Từ ngày cái bà vợ ông mất đi thì là hai bố con vẫn ở trong một cái lều chứ bên này là không có cái cửa. Còn bên kia thì vẫn còn một cái gian nhà nhưng mà không hiểu tại sao hay là vì lúc bà ấy mất ở đấy mà bây giờ bố con ông không dám ở bên đấy. Ở bên này thì ông đi bán vé số suốt ngày, không ở nhà. Coi như đến phải đến khoảng độ 5 giờ tối mới lại về đến đây cơ. Thì hoàn cảnh rất là đáng thương. Vì hôm nay mình đến đây mình không gặp được bác ấy đâu. Nhưng mà nếu mà mình gặp thì mình cũng sẽ gửi cho cái bác ấy một vài trăm nghìn. Thế cái tiền nếu mà giả sử khó khăn quá. Mới cả nếu gặp bác ở nhà thì có thể là mình sẽ xin các mạnh thường quân để hỗ trợ làm cái cửa cho bác ấy. Nhưng mà vì lý do là hôm nay không gặp được thì buổi khác thì vợ chồng mình sẽ quay lại đây nhỉ chứ. Bởi vì hôm nay mình đi tương đối xa. Thế thì em cảm ơn bác nhá. Cảm ơn bác rất nhiều. Bác ở đây thì bác hiểu về hoàn cảnh của mọi người ở đây. Thì mấy hôm nữa em đi qua đây thì em ghé vào đây. Thôi thế vợ chồng mình đi về đi.